Chào các bạn, hôm nay á món ngon mỗi ngày của em là phá lấu nha các bạn. Ở trong đây á là em có là lòng bò nè, lòng bò là cái ổ ong á, rồi lá sách, rồi bao bao tử heo và lưỡi heo, chỉ đơn giản là bốn thứ thôi mà em đã sơ chế, em đã trụng cho nó chín rồi đó các bạn, để mình lúc mình bỏ vô nồi mình làm nó cái máu dơ nó không có ra. Ở trong đây thì em ướp là 4 muỗng dầu hào, 1 muỗng đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng nước màu, muỗng cà phê ngũ vị hương. Rồi em trộn cho nó đều lên để cho nó thấm. Nãy giờ em ướp cái này cũng được nửa tiếng rồi nha các bạn. Sau đó là em sẽ bỏ vô một cái nồi, tự nhiên nó đã chín hết rồi, em bỏ vô cái nồi em xào sơ nó đi, xong rồi cái cho nó thơm lên á. Rồi em sẽ chế vô hai hai cái hũ nước dừa, cái này nước dừa tươi mà nó ở trong lon đó, em mua ở trong trong chợ, để mình khỏi chặt dừa, mình dùng cái này là cũng là rất là ngon rồi á. Xong rồi hai cái hũ này em bỏ vô đây, rồi em chế thêm một một ca nước nữa, xong rồi cái mình cứ để lửa cho nó cao lên, cái mình hớt bọt ra, xong rồi cái mình để riu riu lại, mình nêm theo cái khẩu vị gia đình của mình nha các bạn. Rồi các bạn muốn ăn mềm hoặc là còn sực sực á, thì mình canh, mình lấy cái đũa mình xăm vô thử coi nó vừa miệng của gia đình mình chưa nha các bạn. Rồi các bạn nhớ coi video của em, nhớ nhấn subscribe giùm em ha, rồi cho em một cái thumbs up. Cảm ơn các bạn. Xin chào cả nhà khỏe không? Em Mỗi khỏe ngày nha, khỏe re nha. Giờ em sửa soạn lấy đồ ra để ăn cơm nè. Đó, soạn sẵn đồ ra để ăn cơm nha. Để cái này đi hâm một tí đã. Hâm mà lấy ra ăn nha. Trời ơi, nó nặng quá nặng. Đó, em đi hâm ha. Giờ tụi em ăn tối nha. Ngon mời lắm nha. Nè, anh cho cái nhà ha, mời cái nhà coi cho nhà coi nha, coi cái dĩa phá lấu thiệt là hấp hấp dẫn dẫn của nha. em. Ngon lắm. Nè, hấp dẫn chưa? Trời ơi. Dĩa rau nè. Đây nè, đây là sa tế em làm, ớt chua em làm, rồi đu đủ em làm luôn, là coi như là làm hết á, chỉ có mua bánh mì thôi. Bánh mì với rau thôi. Ngon lắm nha. Rồi, nó còn cái nhà ăn này. Nha, giờ em chan nước nước tương sa tế của em làm. Chấm lên đúng không? Chan lên cơm. Nước chấm coi nó. Ủa, sa tế em làm ngon lắm. Em có bỏ cái sốt làm sa tế của em lên rồi đó. Chấm vô nha. Hay là Để em tự gấp. được không? Ok, thích nào vậy? Các bạn muốn làm sa tế giống như của em á thì lên đó coi. Em bỏ lên rồi. Nhìn thấy là chảy nước miếng nữa rồi. Ngon lắm nha. Ăn nè. Giòn sực sực sực, em mới ăn lá sách. Anh thích ăn bánh mì, còn em là em thích ăn dưa leo. Ngon, chấm miếng nước tương. Đã gì đâu. Chúng đu đủ mà, đủ chưa, em làm ngon. Em định làm cái video đu đủ chua á, nhưng mà em kiếm đu đủ sống á, nó chín chín quá em không có mua. Chừng nào em kiếm có cái đu đủ sống á, em sẽ làm cho các bạn coi. Ớt em cũng làm giòn quá đã, ngon lắm anh ơi. Cái này là đồng bò ổ ong á. Ngon. Quá đã, quá đã. Em nấu này còn giòn chứ nó không có mềm xèo. Ngon. Chìm cho miếng rau răm. Hết sảy. Ăn không? Rau răm à.
Cho nè. Để em leo nữa đi. Mới leo nữa. Leo nè. Trời em ghiền dưa leo lắm. Dưa leo là ngon nhất. Bao tử. Ăn bao tử chưa? Thử không? Giòn ngon á. Đu đủ chua đã lắm. Nhai sực sực sực. Nước ớt chua. Hồi nãy ông nói chuyện gì đại ca? Ăn ăn tấp nập luôn. Ngon. Ăn đã quá. Mất tiếng nói luôn. Mất tiếng luôn thiệt á. Ngon quá. Rau đâm nữa. Ngon. Ăn lòng bò nè. Lá sách nè, anh có lá sách chưa? Nè, chơi cho hai em vô một chỗ ăn cho nó giòn. Đảo. Anh ăn với bánh mì ngon. Ngon hả? Ngon. Dưa leo chấm. Đảo. Ngon quá em ơi, ngon quá. Đảo. Nãy quên nói với các bạn. Hồi nãy bỏ mấy cái đồ lòng này vô nồi á là phải cắt một củ gừng á, cắt lát lát á, thả vô cho nó thơm nha. Quá sẽ đã. Cái gì nó cũng ngon. Cái nào nó cũng giòn. Sa tế của em làm hả? Ngon lắm. Các bạn thử đi. Rất là ngon. Tội nghiệp anh quá ha. Anh ăn không nói chuyện luôn. Ăn không nói chuyện luôn. Giờ để tụi em tiếp tục ăn. Cả nhà coi video của em nhớ đăng ký giùm em nha. Rồi nhớ cho em một cái thumbs up. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.